Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có hướng chính là hướng Đông Nam. Diện tích ở trên sổ đỏ là 40m², thiết kế 4 tầng, bao gồm 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đây, mọi người là có thể thấy là đây là toàn bộ phía cửa trước của ngôi nhà đây, sử dụng là cửa hai lớp. Lớp bên ngoài là cửa sắt hộp thiên tĩnh điện và ở phía bên trong sử dụng là cửa gỗ cùng với lại kính. Đấy, ngôi nhà lúc nào cũng thoáng, đầy đủ ánh sáng và không khí. Hiện tại thì tôi đang đứng ở phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà rồi đây. Diện tích 40m cho nên là chia hai phòng rất là rõ ràng. Đây là khu vực phòng khách rất là rộng, toàn bộ hệ thống gạch nát nền, trần thạch cao, đèn led, sơn tường là đều đã hoàn thiện xong hết. Và ở phía bên trong đây là khu vực phòng bếp. Đấy, sử dụng tủ bếp là bằng gỗ son đào. Kính ốp bếp là sử dụng là kính cường lực, kính minh long. Mặt bếp là ốp bằng đá granite màu đen, rất là sạch. Toàn bộ hệ thống vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là bằng hàng nhập khẩu Hàn Quốc, chất liệu là inox 304. Và chúng ta là sẽ có thêm một cái cửa sổ ở phía đằng sau ngôi nhà đây để thông gió, thông phong. Mọi người có thể là nhìn qua lại toàn bộ cái không gian của phòng bếp và phòng khách của ngôi nhà. Diện tích rất là rộng, thiết kế vô cùng hợp lý. Ngăn cách biệt hai phòng rất là rõ ràng. Ở trong khu vực phòng bếp này thì chúng ta có thể là để bàn ăn, đấy, kê tủ lạnh, đồ đạc các thứ rất là thoải mái, rộng rãi. Và ở phía tầng 1 là sẽ có thêm cả một nhà vệ sinh phụ nữa. Đấy, sử dụng là bồn cầu bằng inox, có đầy đủ hệ thống vòi xịt, vòi rửa và có thêm một cái hệ thống máy bơm nước tổng để sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính, cửa nhôm Việt Pháp. Tiếp theo đây là khu vực cầu thang của ngôi nhà đây. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc là đều được ốp bằng đá granite hết. Thiết kế ở trên tầng 2 là sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây. Ưu điểm của ngôi nhà này là hướng đông nam cho nên là rất là thoáng, rất là mát. Toàn bộ tất cả các phòng đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Tất cả các phòng là chúng tôi đều đã thiết kế cái hệ thống ống chờ để lắp điều hòa. Đấy, sau này về chúng ta cần lắp điều hòa thì rất là tiện. Đây, phòng ngủ rất là rộng. Gạch nát nền là sử dụng là gạch vân gỗ, kích thước là 60-60. Cửa thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ lim Nam Phi. Và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài. Tất cả các phòng ngủ rất là rộng, đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí. Và đều đã có sẵn cái hệ thống ống chờ điều hòa, đường dây điện để lắp điều hòa. Tất cả các phòng là chúng tôi đều thiết kế hệ thống mạng internet và hệ thống dây cáp. Diện tích phòng rất là lớn, rất là rộng. Phòng rất là vuông vắn, mọi người có thể nhìn đây. Chúng ta có thể là kê giường, tủ, bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc rất là thoải mái. Ở tầng 2 thì sẽ có một phòng vệ sinh. Đấy, được chúng tôi là ốp bằng gạch kích thước là 30-60, hàng loại 1. Đã lắp đặt đầy đủ tất cả các hệ thống bồn cầu, lavabo, sen vòi, hệ thống phụ kiện. Đấy, vòi xịt là đầy đủ hết. Sử dụng là cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, thiết kế là tương tự như nhau thôi. Đấy, đây là phòng ngủ phía bên trong này. Đây là phòng ngủ bên ngoài, rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là phòng vệ sinh. Tiếp theo đây mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ có là một phòng thờ và một sân phơi.
Đây là khu vực phòng thờ này. Và ở ô cầu thang là chúng ta sẽ có thêm là một cái ô giếng trời nữa. Đấy, để lấy ánh sáng cho toàn bộ cái hệ thống ngôi nhà. Cầu thang rất là rộng. Và phía bên ngoài đây là cái khu vực sân phơi đây. Chúng tôi đã hoàn thiện hết toàn bộ cái hệ thống chuồng cọp, cái hệ thống mái tôn để đảm bảo tính an toàn cho ngôi nhà. Ở khu vực sân phơi này thì chúng tôi đã thiết kế xong toàn bộ cái hệ thống ống chờ và dây điện để lắp đặt máy giặt ở khu vực này. Đấy, và có cả hệ thống thoát sàn đây. Đấy, khu vực sân phơi rất là rộng, có hướng chính là hướng đông nam cho nên là rất là mát. Đấy, và tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này là có diện tích ở trên sổ đỏ là 40m², được xây mới 4 tầng với thiết kế là 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1.650.000.000 đồng. Đấy, giá trên là đã bao gồm toàn bộ cái chi phí sang tên sổ đỏ và chúng tôi sẽ tặng cho khách hàng là hệ thống điều hòa, hệ thống rèm cửa. Khi mà khách hàng về nhà mới có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn gì thêm hoặc là cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video nếu như mà thấy hay và có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video về nhà và các bất động sản cần bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.